But when I'm way up here, it's crystal clear. Chị, nói cho cô chú nghe coi đi qua Cali vui không? I will never again in case I never knew. I will never again in case I never knew. Who knew? Ủa sao kỳ vậy, hát từ lớn tới nhỏ. Cái điện thoại này, điện thoại iPhone mấy đây? Bài gì nữa không? Còn nhớ bài gì nữa không? I can show you. À. Trời ơi, tự chế. Không, hai nở không màu đi. Hai nở không màu, chị là nỗi nhớ đi. Chị là nỗi nhớ. Oh yes. Tự chế. Chị là nỗi nhớ. À không. My heart. Now it's time, Mama. Chị là nỗi nhớ. Chị là nỗi. Mama, I be silent. Then, iPhone mấy đây? Phone giống nhau, phone iPhone. Thì biết iPhone giống nhau mà iPhone mấy đó, đời nào vậy? 11. Let's learn our ABC. Nói nhẹ đi, iPhone 11. Okay. Nói gì, iPhone gì? I be silent, I pick be quiet. Father, I be silent, everyone wants to relax. Speechless. I can't breathe. À không hát này. Goodbye. Can't hear back anymore. Sala. Để đi thôi. À, trời ơi. Hồi nãy giờ mới biết luôn, bả quay bả tự hát giống như con vậy hả? Trời ơi, hồi nãy giờ con lại tưởng là nó để điện thoại nó mở nhạc lên hát chung với điện thoại. You'll be like, yeah, the first time ever. Con đang tự quay phim hát cho cô chú nghe hả chị? Phải không? Phải không? Không phải. Không phải sao? Không phải silent. À không phải silent, chứ là sao? Trời ơi, bà diễn dễ sợ không? Rồi, vậy là bà thấy con live stream đó. Bà thấy mẹ bà live stream dựng cái điện thoại sẽ diễn, giờ bà diễn theo nè. Trời ơi trời, hàng mà hàng chi nãy giờ mẹ không tưởng tượng luôn. Cô chú có khen không, có thả tim không? Cô chú có thả tim không? Trong comment có thả tim không? A whole new way, a
shirt. A humpy dancy in the sea. Water should be comfortable and safe on the river. A honey where it's so shy. A humpy dancy in the sea. And then a way up there. A fresh away. And now we're in the honey. Không, chắc đang live stream cô chú xe nhiều quá. Perfect, nó hát xong nó perfect. Mà nãy giờ con đang livestream hả? Chay, hồi nãy giờ livestream được bao nhiêu cô chú coi? Livestream hả? Livestream đương thoại vậy mẹ livestream. Xin chào tất cả mọi người đi. Cheese. Hỏi mọi người có khỏe không? Rồi, ở đây dựng điện thoại lên nó livestream. My phone. Hả? Rớt rồi hả? Con xuống lấy đi. Ôi ơi, nay hát gì hát dữ không biết. I hold what to you. Rồi live stream đây. Rồi xin nói mọi người Beauty and the Beast. Oh, Beauty and the Beast. Right? Yeah. Nhưng mà hát hai nữa không màu đi. Chỉ là nỗi nhớ. My beauty is my heart, it's my darling. Không ấy chỉ là nỗi nhớ đi. Chỉ là nỗi nhớ. My heart. Chỉ là nỗi nhớ. It's my bed pink. It's like Chay, ở trong này là gì đây Chay? Trong đây là gì à? The beauty is my beauty. Perfect. Trời ơi, perfect nữa. Trời ơi, nó hay lắm. Nó hát perfect rồi nó. Perfect. Perfect, tôi hoàn hảo quá cô chú. Perfect. Thôi đi. Sang perfect, cô chú xe live stream nhiều quá hả? Con có được bao nhiêu người cô chú coi rồi? Perfect. Perfect. Thôi. Trời ơi, gì trời. Cô chị là nỗi nhớ không? Mày đứng sau cuộc tình đó lỡ không? Con thoại ai à? Alo, Chay hả? Hello. Chay hả? Không được. Ủa hết pin rồi. Rớt cục pin ra rồi. Đây mày lấy cho, đây mày lượm cục pin cho. Trời ơi, con nói bởi vì mỗi lần con làm rớt pin ra hết cái chay nè. Đó, có một cục nè. Cục pin ở đâu rồi? Văng ra mất tiêu rồi. Văng lần kia kìa, cơ khổ tôi chưa. Thôi nè, cục pin kia văng đây nè. Chỉ là nỗi nhớ mãi đi đừng. Sau một cuộc tình đã. Mom, what you do? What you do now? What do you now this? Mẹ ơi. Mẹ ơi, help me. Tiếng Việt coi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Còn đó nói mẹ ơi làm sao? Mẹ ơi, help me. Tiếng Việt. Tiếng Việt làm sao? Mẹ ơi làm sao? Rồi, nói mẹ ơi làm sao? Mẹ ơi, please. Không, tới nói tiếng Việt. Mẹ ơi, mẹ. Giúp con. Giúp con. Đây kìa. Đây. Đó, chay là giờ chay make up nè cô chú.
chả lụa đi. Chả lụa này ngon lắm á, ăn bánh mì, bánh mì. Nè, bà Nhung để đây con ăn nha. Nhung để đây cho con ăn nha. Cắn miếng này, đúng rồi. Cắn miếng này, không ăn cái này. Đó, qua đây là có dì Ni chơi rồi nè cô chú ơi. Dì Ni là con của bà Nhung. Bà Nhung có một đứa con à. Năm nay 17 tuổi rồi. Dì Ni mắc cỡ lắm. Dì Ni make up đẹp lắm á, con để cho dì Ni make up đi. Thầm không? Mắc lại coi. Nhắm mắt lại. Wow. Đẹp quá. Đây nè, con nhìn vô đây nè Trai. Đây, nhìn vô đây nè Trai. Trai, nhìn vô đây nè Trai. Okay. Nhìn vô đây, con coi con nè. Hồi nãy giờ con thấy con chưa? Nãy thấy rồi, nó có kiến mà. Bỏ này cho nó đi nha nè. Chưa. Mình nó hồng đó. Làm gì ạ? Chui. À đúng rồi, mình phải nhẹ nhẹ thôi chứ máy lên mặt mình đậm. Biết không? Bánh mì vô đi con. Ngon ha, bánh mì ở bên đây ngon chay ha. Bánh mì ở bên đây ngon. Áo thì mặc được hai mặt hả? Dạ. Áo là ok, mặc cũng vừa. Chị chưa nói chuyện đó chứ mà chị quen quen là chị vợ phòng với chiếm gì đi không đó chứ không phải giỡn chị đâu. Bôi giờ. Chị đi. Ông chị đi make up đẹp ghê ta. Lần đầu tiên ông già mới thấy chị đi make up á. Wow, chị đi make up đẹp ghê. Đẹp quá trời. Trời quá đẹp luôn á. Đẹp sao mà nó đẹp dữ vậy ta? Đeo kiến cho coi đẹp không? Ừ, bấm điện thoại. Alo, gọi ai á? Alo, gọi ai á? Anh mua điện thoại, ai mua vậy? Chay gọi điện thoại order nhị hoa nghệ tây đi chay. 1, 4. Ăn miếng bánh mì nữa đi chay. Ăn miếng bánh mì nữa đi chay. À, cắn miếng ra chay. Cắn miếng đi con. Cắn miếng này. Này con. Giỡn lý. Ai? Đi đi đâu? Chị Ni đi, dì Ni đi vô phòng lấy đồ rồi. Kêu dì Ni đi. Nói dì Ni ơi. Chơi với con. Rồi lấy miếng nước uống nha. Không thích, sao không thích? Nó thích gì vậy? Oh my gosh, don't break it. Té nha con, cái này cao lắm, té xuống don't là đau lắm nha. Cái giường của dì Ni cao lắm. Rồi đang coi, đang mấy coi coi. Điều đàn hát bài I can show you the world. Hát đi. Hey, thôi đừng có đập vỡ cây đàn luôn rồi. You're supposed to hold it like this and then. Nó làm hết sáng hồn quá chay ơi. Cái giường này cao lắm con, đi ra ngoài chơi chán. Like this and like this and like this. Đây, cầm điện thoại ra ngoài chơi ha, rồi tự tuột xuống mày coi coi. U cha ơi, được rồi. Ừ. Đây, ra đây coi cho khỏe đi. Đi ra đây. Cái giường ghê quá, cái giường cao quá mà Nhung sợ quá. Oh, wait, is that a new one? What? Cô Nhung bought it. Oh, same one with that. Yeah, baby, it's Target, so just one brand. Bà Nhung mua cho nó cái ngọc dặn cho bà, ngọc dặn bà Nhung mua cho nó cái nắp này nè để qua đây, tại vì chồng Ngọc nói, ủa? Chồng Ngọc tưởng Ngọc đem theo, tại vì cái này với nhà giống nhau, Ngọc nói bà mua cùng siêu thị mà. Đồ giống y chang nhau hết chứ khác gì đâu. Thì sửa thôi mà. Dạ. Đó đó cái đó đó. Ba kêu một chiếc kêu sao. Uống cái đó bỏ đá vô mát cái này à. Ồ khám bệnh mẹ hả con? Ừ khám đi. Ủa cái bộ đồ bác sĩ đâu ta? Không bệnh. Cái đồ chơi bác sĩ. Ồ bà chơi bác sĩ xé ra luôn. Bệnh quá. Bác sĩ xé luôn rồi. Cái gì vậy?
À, ô lấy thuốc cho mẹ uống á hả? À, khỏe quá, nhiêu tiền á? Nhiêu tiền? You having so much fun with your toys, Jenny? Trời, đeo kiến luôn hả? No. Con đeo vô coi, con đeo vô. Yeah, right way. Rồi, rồi. Ôi, nó đẹp quá đi rồi. Oh yeah. Chị đeo coi coi. Con đeo vô mẹ coi coi, con đeo vô mẹ coi coi. Cái gì vậy? Đeo bắt kiến mà nhung coi thử nha. Ui. Oh. Oh, you're silly. Oh. Threw it at me. Hay quá. Đồ xong. Thằng Nhung mới ra vườn hái cái này cho che vô ha. Đó, con nói đi, cây nhà lá vườn. Nói lại đi. Nói cây nhà lá vườn cho cô chú nghe coi. Cây nhà lá vườn. Dâu, dâu ở nhà của bà Nhung mất cô chú ơi. Ăn cho cô chú coi. Wow. Bạc vườn. This one? Tươi quá trời luôn ha con ha. Ngon không? Ngon không? Trời. Đây, cắn chỗ này ra nha. Rồi nè. Phải cắn cái đó đi. Chua đi, đi sớm sớm mà. Ngủ hết trơn rồi. Không, có mình con cô Nhung với chú Lũ đây nè. Cho nó nhà. Cho nó nhà. Cho nó nhà. Mấy nhà kia nhà. Cái nhân vật đó là mệt rồi. Nắm. Nén lắm mà. Cái ba đường. Mọi người sọt thôi. Cái ba đường. Ngon không cơ? Nhâm lấy chưa? Rồi. Ngon quá ha. Trái gì vậy? Chị ăn trái gì vậy chị? Chị ăn trái gì vậy? Cần mở này ra nha. Ngon quá. Chị có đi shopping không? Trời ơi, nó chùi vô áo mình không chịu nổi không? Nó chùi vô áo mình không chơi vậy đó. Còn miếng nữa. Ngon quá hả con hả? Ra ngoài vườn hái ăn ngon, rất là ngon. Hả? Không ăn nữa hả? Mẹ hả? Hả? Không ăn nữa. Ừ. Cắt nè. Ok. Perfect. Gì perfect? Vậy chơi gỡ phone ra nhỉ? Vậy chơi gỡ phone đi. Gỡ phone cho mami đi. Gỡ phone, gỡ phone kêu mẹ đi chợ đi. Ủa vậy là hai người đứng đây.